Mùi! Mùi ơi! Có nhà không Mùi? Có nghe tiếng anh réo gọi em không? Mùi! Có! Cậu là ai mà thập thò trước nhà tôi vậy hả? Dạ, thưa bác. Bác, ngó cái bộ gió này chắc không phải ăn trộm đâu. Dạ, bác nhìn người đúng lắm. Con không phải là ăn trộm. Vậy ăn cướp phải không? Dạ. Ngụy trang cho đẹp đẽ để hòng qua mắt thiên hạ phải không? Dạ không bác, bác đừng nghĩ vậy, không phải vậy đâu bác. Không phải ăn trộm ăn cướp, vậy chứ làm gì lấp ló trước nhà tôi vậy? Dạ dạ, con thưa với bác là con muốn tìm. Tìm ai? Dạ con tìm. Tìm cái gì? Dạ tìm. Con tìm về chân đây. Chút hương thầm lạ cỏ, cánh diều bay chấm nhỏ, chỗ xa kia gọi về, rằng trăm bầu màu xanh, tàn cây ra bóng đỏ, con kinh dài dần cỏ như động vào ba cành. Ờ đất ơi, cậu ơi. Cậu vô câu đầu tôi nghe ngọt quá à. Mấy câu sao? Một lát cái cậu lượn như cánh diều lượn qua lượn lại, rồi cái cậu lượn chỗ nào tôi cũng không biết, hay là cậu lượn vô biến hòa? Không có. Có điên không? Dạ không. Bác tâm là... thần không? Dạ không, con có bị gì hết á. Không có bị tâm thần mà sao tôi hỏi cậu một nơi, cậu trả lời một nơi, tức quá không có dính vô đâu hết trơn hết trọi vậy. Dạ thưa bác, tại bác la lớn quá con giật mình cho nên đầu óc con bị bấn loạn đó bác. Giờ tỉnh con... chưa? Dạ con tỉnh rồi. À dạ. Giờ nghe tôi hỏi nè. Dạ. Tôi nói đàng hoàng mà tôi có la cậu hồi nào đâu. Dạ. Giờ tôi hỏi cậu muốn tìm ai? Dạ thưa bác, con muốn tìm Mùi. Mùi có nhà không bác? Cậu tìm con Mùi để làm gì? Dạ có chuyện. Chuyện gì? Chuyện cần. Cần gì? Cần tiền. Hả? Tiền? Bộ con Mùi nhà tôi nó mượn nợ cậu hả? Nó thiếu nợ cậu bao nhiêu tiền vậy? Dạ dạ, dạ không phải. Dạ không phải chuyện tiền bạc đâu thưa bác. Tại vừa rồi đó con quýnh quá nên bị lẹo lưỡi. Ý con muốn nói là chuyện cần thiết chứ không phải cần tiền. Dạ à, vậy đó. Thôi không có thiết thao nhôm đồng chì kéo gì nữa trơn á. Tôi là má nó nè, muốn gì cậu cứ nói với tôi, chuyện gì cần nói. Má, bác. Dạ con xin bác điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền các trẻ em mới sinh. Dạ với lại con nữa, con bị yếu tim mà bác. Rồi tôi đồng ý, nói đi. Dạ thưa bác, con xin thưa rõ đầu đuôi cho bác biết là con muốn mình tìm đến thiên nhiên, con muốn sống như loài hoa hiện, con muốn làm một thứ cỏ cây vui trong gió và không ưu phiền. Con có thấy hoa kia mới nở? Yeah. Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời à. Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi. Yeah. Đâu còn tìm được nét vui vui. Yeah. Ow. Ủa sao đang khí thế mà sao chuyển sắc mặt buồn vậy bác? Bác, tôi buồn là tại vì tôi bỗng chợt nhớ tới ba con Mùi. Sao tự nhiên tôi thấy tôi yêu ổng tha thiết quá. Vậy à, bác cho con mạo muội hỏi bác một câu nghe. Bác trai mất lâu chưa? Trên 10 năm rồi. Bây giờ tự nhiên tôi nhớ ổng quá. Bác bình tĩnh lại bác. Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông. Sông dài mênh mông. Vòng tay ôm nỗi nhớ sông xa biển rộng. Sông xa biển rộng. Dễ mất anh. Mất hết rồi.
mùa xuân đã qua rất nhanh, qua lâu rồi còn chẳng nỗi đau, nỗi đau tuổi xanh. Bác ơi, bác dành cơn xúc động, bác bình tĩnh lại đi bác. Kêu hả bác? Tại sao như thế này? Bác có sao không? Bác xúc động quá, bác xỉu luôn rồi. Có ai không? Có ai cứu người? Cứu người! Bác! Ôi da! Trời ơi! Đau quá! À, con xin lỗi. Đứa nào? Đứa nào cho mất dạy vậy? Con. Nhổ tóc mai của tao hả? Dạ không. Đứa nào? Dạ con đây, con thấy bác xỉu đó, cho nên con giúp bác thôi. Cần gì phải nhổ tóc mai? Tại sao mày không nhổ tóc ngứa cho tao tỉnh vậy? Dạ có nè, dạ. Ở trong 10 còng tóc mai có khuyến mãi còng tóc ngứa tại bác. Dạ. Trời ơi dạ. Là trời. Dạ thưa bác. Thần thiên địa ơi, nguyên một chùm tóc của tôi nó rụng hết trơn rồi còn gì nữa. Mày có biết mày nhổ như vậy là trí nhớ tao nó không còn nữa mày biết không? Dạ. Từ đây dạ, về sau nhớ nha, chỉ nhổ tóc ngứa chứ không nhổ tóc mai. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Giờ cậu về được chưa? Dạ. Hay muốn gì nữa? Dạ, chưa về được đâu bác. Con muốn xin phép bác cho con gặp Mùi, rồi con xin phép bác cho con cưới Mùi. Hả? Cậu muốn cưới con Mùi hả? Dạ phải. Bác, có được không bác? Ủa, cậu là thằng nào? Nhà cửa ở đâu? Con cái nhà ai? Sao tự nhiên đến đây đòi cưới con gái tôi ngang xương vậy? Nãy giờ bác nói chuyện với con mà bác không nhận ra con sao? Mày là ai? Con là thằng Sửu nè bác. Sửu? Dạ bác nhớ rồi hả? Sửu là trâu. Dạ đúng là con đó. Ủa mà trâu của ai? Ủa? Trời ơi bác quên thiệt sao? Con là Sửu, con của ông Năm Mão xóm trên đó. À, thì ra là thằng Sửu. Con nè. Con của ông Năm Mão ở xóm trên. Hèn gì giống anh Năm y chang vậy đó. Vậy là bác phục hồi trí nhớ rồi. Bác phục hồi trí nhớ rồi. Ờ, tôi nhớ rồi. Ờ, trời Phật phù hộ bác. Thôi, về đi. Ủa, sao kỳ vậy bác? Bác nhớ rồi mà sao bác đuổi con? Bác nhớ kỹ con đi. Kỹ rồi. Vì nhớ kỹ cho nên tôi mới quyết định cắt đứt mối quan hệ của cậu và con gái tôi. Bác! Vì lẽ gì mà bác cắt đứt tụi con ra làm trăm mảnh? Vì gia đình cậu với gia đình tôi không có hợp. Ai nói? Gia đình cậu giàu, ba cậu ăn nhậu suốt ngày. Tại ông Kiên. Ai định cưới con gái tôi về để làm mồi nhậu hay sao? Không, không bao giờ có chuyện đó. Bác yên tâm đi. Lúc này ba con không còn nhậu nữa đâu. Dạ con nói thiệt, từ ngày á ông ăn chay tới giờ đó ông không có nhậu nữa bác ơi. Ủa, nói vậy ông ăn chay ông tu rồi hả? Dạ không phải, lần đó ông nhậu với mấy người bạn đó, nhậu đã rồi gây lộn với người ta, ông chửi người ta rồi người ta cho ông nguyên cái chay vô đầu, khi ông bể đầu ông vào bệnh viện á mai 6 mũi. Từ đó cái ông hối hận, ông thề bỏ rượu luôn. Con nói thiệt mà. Bác, cho con cưới Mùi đi bác. Cũng không được. Sao vậy bác? Tuổi cậu với tuổi con gái tôi không có hợp. Ai nói? Cậu thì tuổi Sửu là con trâu. Biết. Còn con gái tôi là tuổi Mùi con dê. Dạ. Hình tức Sửu Mùi tứ hành xung. Không được. Hai cái tuổi này kỵ lắm cậu ơi. Bác à, con nói bác nè, bác đừng có mê tín dị đoan. Cũng vì mê tín đó mà biết bao nhiêu mối tình như chúng con tan vỡ. Trời ơi, tan vỡ. Dạ. Xin bác hãy hiểu và thương chúng con. Bác! Cái gì? Con quỳ trước mặt bác đây. Quỳ làm gì? Con xin bác cho con cưới Mùi. Con lại bác. Con gian xin bác mà. Trời ơi. Con ơi, bác cũng quỳ xuống đây bắt lại con. Bác đừng làm vậy. Bắt lại con mừ con, lại. Con để con lại. Con quỳ con lại bác. Con quỳ đây. Bác đứng lên đi. Mày làm gì á? Mày làm gì mà nó mổ như mổ gà vậy? Con lại mà. Đứng lên đi. Dạ. Nếu bác chấp nhận thì con mới đứng.
Để ta suy nghĩ một chút. Trời ơi, đừng lâu quá, tôi mỏi chân mà ơi. Thôi được rồi, đứng lên đi. Thanh Kiều, vậy là bác chấp nhận cho con cưới muội rồi hả bác? Chưa. Chưa? Vậy thì con quỳ tiếp đi. Trời ơi, sao con lì quá vậy? Con nằm luôn nè. Nói một tiếng không biết nghe hả? Đứng lên vô nhà, không lẽ đứng đây mà nói chuyện hoài hay sao? Hay vậy hả? Cảm ơn bác. Nói vậy mà còn không hiểu, đồ ngu. Nè, nghe tôi hỏi nè, nghề nghiệp của cậu làm gì? Dạ, bán cơm. Cơm tù hả? Dạ, dạ không có, cơm bình dân. Cơm bình dân thì được, chứ bán cơm tù là tôi cho con gái tôi gài số ve liền hả? Dạ không có đâu bác. Mà cậu à, cậu nói là cậu với con gái tôi quen nhau. Dạ. Mà quen nhau trong trường hợp nào? Dạ trường hợp nào hả? Để con nhớ lại coi. Nhớ cho kỹ rồi nói cho tôi nghe. Dạ. Để coi. Trường hợp nào con quen em? Trường hợp nào con quen mùi? Con quen mùi là trường hợp nào? Yeah. Con nhớ rồi. Chiều nay mưa trên phố, anh vẫn mong chờ em, chờ em qua lối ấy, mong đợi từng phút giây. Hạt mưa rơi tí tách, rơi ướt đôi bờ vai, nhìn nhau không dám nói, nói ngàn lời yêu thương. Thôi! Nhớ rồi đó. Tình yêu như đến cơn mưa chiều, nhà dương suối tóc mây lặng ngược như kiều. Chiều trên phố anh luôn thầm mong em sẽ có em, nhẹ bước trong mưa tình yêu mặt trái. Thôi! Thôi, nghỉ rồi. Nghĩ rồi. Trời ơi, mày nói cái gì mà tao có hiểu, trời đánh tao chết liền đó. Thì đọc cho có tụ thôi chứ đâu ai hiểu đâu. Mà mày làm gì mày như người mất hồn vậy đó. Tự nhiên mày đứng một chút bất bất lóc làm gì á? Không thì con mất hồn thiệt đó. À, thôi tao hiểu rồi. Nói vậy đã từ lâu cậu âm thầm theo đuổi con gái tôi phải không? Rồi hôm nay cậu canh me con gái tôi về ngang qua để cậu tỏ tình đó phải không? Dạ chính xác đó bác. Nói vậy hôm đó trời mưa mà con gái tôi không có mang theo dù áo mưa gì hết phải không? Dạ, lúc đó em Mùi không có mang theo cái gì hết đó bác. À, nhớ lại mà thấy thương em Mùi quá đi. Bác biết không, hôm đó Mùi bị mưa thấm ướt, ướt từ nón đến tóc, ướt từ tóc cho đến Mùi. Rồi sao? Ướt từ Mùi cho đến cổ. Hả? Rồi ướt từ cổ cho đến vai. Rồi ước từ vai xuống tới. Thôi, tưởng tượng nhiều quá. Tưởng tượng như vậy có nghĩa là nó đã ước hết trơn hết trọi rồi, phải không? Dạ. Rồi xong nữa nói tiếp đi. Thì cho nên là thấy vậy đó, con mới vội vàng chạy tới lấy dù với áo mưa là con che cho muội. À, ủa mà dù ở đâu có sẵn nhỉ? Dạ, con chuẩn bị từ trước rồi. Sao cậu biết bữa đó trời mưa mà cậu đem theo? Dạ con có xem đài khí tượng á. Đêm nào cũng có coi dự báo thời tiết hết á, con biết. Dạ cho nên từ đó Mùi với con có tình cảm với nhau. Rồi thường xuyên con cũng lưu tới nhà để nói chuyện với Mùi á bác. Cái gì? Dạ. Cậu nói cái gì? Nói nãy giờ không nghe hả? Cậu đã thường xuyên tới lui nhà này rồi. Dạ. Trời đất ơi. Dạ. Sao mình không biết gì vậy cả? Dạ. Thôi, chết rồi. Vậy là chết rồi. Bác đi đâu vậy? Tôi vào trong coi có mất mát cái thứ gì không. Trời ơi. Cậu đứng đó chờ tôi nghe. Bác à, bác ơi, bác yên tâm đi. Con xin thề với bác nha. Con thề danh dự của con nè. Một người bán cơm bình dân thề nè. Con biết đồ đạc của bác để trong nhà vị trí nào con biết hết, con nhớ hết đó. Trời ơi, vị trí đồ đạc trong nhà tôi mà nó cũng nhớ hết nữa. Bác ơi,
không có việc gì mà bác lo lắng hết á. Bởi vì từ khi tụi con quen với nhau tới giờ tụi con đã thân nhau rồi mà, con đâu có nghĩ gì đâu. Thân nhau rồi? Dạ, từ cái chỗ thân nhau cho nên tụi con mới tìm hiểu nhau. Tìm hiểu với nhau rồi chửi nhau phải không? Không có đâu, hiểu nhau chứ không phải chửi nhau. À, hiểu nhau hả? Dạ. Vậy mà tôi nghe lộn. Hiểu nhau rồi sao nữa? Dạ, cho nên từ mà lúc hiểu nhau tụi con bắt đầu khoái nhau. Ủa, khoái là gì ha? Dạ, hồi thời của tôi đâu có khoái. Dạ. Khoái là gì? Thì đó, thì cho nên đây con nói cho bác nghe, từ cái chỗ khoái nhau cho nên tụi con mới tiến tới. Ngưng! Chưa có lệnh của tao tại sao mà dám tiến tới? Thắng lại! Thưa bác, tụi con lỡ đức thắng rồi. Hả? Đức thắng? Đức thắng là sao? Là đã nhiều lần con với Mùi đi ăn bún bò, đã nhiều lần con với Mùi đi ăn chả giò, đã nhiều lần hai đứa con đi chơi chung với nhau. Ôi vui quá xá là vui, đi đâu bác biết hôn, đi đâu bác biết hôn, đi Thanh Đa, đi Thanh Đa rồi đi câu cá, đi Thanh Đa rồi đi câu cá rồi đi ăn uống rồi đi xem phim, đi xem phim rồi đi đâu biết hôn, đi đâu biết hôn hả? Đi đâu thì từ từ tôi kể. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, tình ta thứ thấm, tình ta thứ thấm, đừng gây muộn phiền, hiểu chưa? Nói vậy là hai đứa mày chưa có gì, thế mà thôi ta cho phép tụi mày thương nhau đó, nhưng sự yêu nhau phải cho đúng đắn, đừng gây rối rắm kéo người ta cười chê. Lời nói tao có phải đi vào trong lòng, trong lòng, trong lòng đó. Quá, làm quá, lớn tuổi mà cũng dữ nghe. Mày làm sao tao làm y vậy? Thì sao tóc rụng dữ vậy? Thì ta bóc phân như ta giật đó. Trời ơi. Dạ, bác nói thì con hay nghe thôi. Dạ, con xin nghe lời bác dạy, không bao giờ con dám quên hết. Vậy là tốt rồi đó. Dạ, bác à, nếu bác đã bằng lòng cho tụi con thương nhau thì bác cho tụi con cưới luôn đi bác. Cưới liền nha. Cưới liền? Dạ. Cưới liền là chừng nào cưới? Dạ, dạ là để con tính coi, cũng không có gấp lắm đâu. Mai hỏi. Mai hỏi? Mốt cưới luôn. Mốt cưới. Bữa kia xa nhau. Bữa kia xa nhau à? Ê, thằng kia, bộ mày định dở thói sở khanh với con gái tao hả? Dạ đâu có. Ủa, chứ không có sao mày nói bữa trước cưới là bữa sau xa nhau rồi? Ừ, bác hiểu lầm. Tại vì ít bữa nữa con đi xa. Đi xa chứ không phải đi xù hả? Dạ không, không, không có đâu. Mùi đẹp vậy ngu dại gì xù. Xù á, uổng lắm. Con đi xa thật đó bác. Xa thật đó bác. Dạ. Xa mà xa tận đâu lận? Đồng bằng sông Cửu Long. Sông Cửu Long nhiều quá, nhiều tỉnh quá. Vậy nằm ở tỉnh nào? Rạch Giá. Rạch Giá? Kế bên đây mà làm gì gấp dữ vậy? Tại con sợ. Sợ gì? Sợ mất Mùi. Mất Mùi? Mùi gì? Mùi con gái bác đó. À, vậy là con Mùi, con gái của tôi đó hả? Có gì đâu mà sợ. Con Mùi nó lớn rồi, đâu có phải con nít đâu mà đi lạc mà sợ mất nó. Không phải con sợ Mùi đi lạc, mà sợ Mùi bị người ta cướp mất. Ai cướp? Mấy thằng thanh niên trong xóm này. Nó rình Mùi lâu rồi. Con thấy mà. Con biết tụi nó thích Mùi dữ lắm. Yên tâm đi, nó rình, nó dòm ngó là nó dòm ngó tôi nè. Hả? Chứ đối với con Mùi á, mấy thằng trong xóm này không có cửa đâu. Muốn có cửa vô quả chăng là Đài Loan. Bác định gả Mùi cho Đài Loan hả bác? Vậy còn con thì sao? Thì tìm người khác cưới chứ làm sao. Bác, trời, có mặt đau khổ à. Không thể được. Thà con cắn lưỡi quyện sinh, chỉ con không thể mất Mùi. Trời ơi, thấy thương. Bác ơi. Ơi. Bác làm ơn làm phước cho con mượn
Chú... Mượn cái gì? Cô mượn cái đầu gối của bác đi. Chi vậy? Để con lấy đầu của con đập vô đó. Con quyên sinh. Con quyên... Chết cho rồi đi. Trời ơi, thôi con, bác xin con. Con đập cái đầu con vô đùi của bác. Cái đầu gối của bác phải không? Dạ. Cái đầu con còn y nguyên chứ cái đầu gối của bác nó dám rã ra từng khúc một lắm. Thôi, thông cảm đi nha. Tôi chỉ thử lòng cậu một chút cho nó vui vậy thôi mà làm gì thấy ghê quá. Bác thử kiểu này con chết mất đó bác. Cậu ơi, thấy cậu thương nó quá mà tôi cũng thương cậu nhiều. Thành ra tôi thấy cậu khóc tự nhiên tôi cũng xúc miệng hả? Không phải, có nghĩa là cậu nghĩ coi nhà chỉ có hai mẹ con à. Nó đi lấy chồng rồi, còn lại một mình tôi thui thủi nè. Con hiểu. Ấy thôi cậu coi bên xóm cậu có ai làm mai giùm tôi để tôi lên xe qua mẹ con tôi về một xóm được không? Dạ nhưng bác ơi, con nói thiệt nha, con có ông chú cũng trạng bác vậy đó. Nhưng mà sao? Ông qua đời rồi. Hả? Cho nên bác thông cảm đi. Để khi khác nghe con tìm người giúp việc cho. Nhưng mà bây giờ đó, con nói bác nghe. Hồi xưa bác còn con gái, tới tuổi lấy chồng thì có ai ngăn cản bác đâu. Bây giờ Mùi đã tới tuổi đó, bác phải cho Mùi lấy chồng chứ. Chẳng lẽ bác bắt Mùi phải ở giá suốt đời sao? Tội nghiệp Mùi lắm bác ơi. Heo, cậu nói câu này cũng có lý. Mình thương thì thương, nhưng cũng phải cho con nó lấy chồng chứ. Có đúng không cậu? Đó, đúng đó bác. Hoan nghênh bác hai tay. Một lần nữa tôi hỏi cậu, cậu có thương con gái tôi thật lòng không? Thật chứ bác. Con nói thật là con thương Mùi dữ lắm. Nè, con thề với bác nè. Con hứa với bác trước mặt bác, con sẽ cưới Mùi về làm vợ. Con xin thề. Tốt rồi. Nhưng tôi chỉ ngại... Bác ngại gì? Tôi ngại là cậu thương nó mà cậu không thương tôi. Không, con đã thương Mùi thì dĩ nhiên phải thương má Mùi. Bác là người tạo ra Mùi thì làm sao con không thương má Mùi được? Thiệt không? Con láo con bác đi. Cái gì? Dạ thiệt. Thưa bác, lúc nào trong lòng con cũng nghĩ đến những câu ở nghĩa sanh thành. Câu đó nói rồi. Ồ, vậy hả? Vậy thì con đổi câu khác. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Làm như nghe không? Công đức sinh thành. Người ơi đừng quên. Bạn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thôi. Trời ơi, mày có tin không? Mày làm thêm vài câu nữa là tao té ra đây tao cũng chết. Cũng nói hết tấm lòng con cho bác hiểu mà. Trời đất thánh thần ơi. Được rồi, cậu hiểu như vậy là tốt rồi. Yeah. Vậy là tôi yên tâm rồi, đừng có ca nữa. Yeah. Có một con rể biết yêu thương vợ, tôn trọng cha mẹ là quý rồi. Dạ. Yeah. Vậy bây giờ tôi tuyên bố nè. Dạ sao bác? Tôi đồng ý. Hả? Cho cậu. Dạ. Bỏ con gái tôi. Hả? Không. Bác. Cưới con gái tôi. Hả? Bác đồng ý cho con cưới Môi. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Bác, con không biết nói gì hơn. Bây giờ con xin phép bác, con về nói lại với ba má con, chuẩn bị đồ nghề qua đây để làm lễ cưới Môi. Khoan, có gì đâu mà gấp. Cậu cứ về quê một tháng sau rồi về trở lại đây tính chuyện cưới hỏi.
thôi. Sao ạ? Hiểu. Hiểu. Hiểu cái gì? Tôi nhỏ chứ tôi hiểu chứ. Thôi vậy cũng được. Nhưng bác hứa là ngày con trở lên, mùi là của con nghe bác. Bác hứa đi. Bác hứa đó. Bác ơi. Gì nữa? Trong thời gian con ở dưới quê, bác đừng cho mùi đi với ai hết nghe bác. Nhất là mấy thằng thanh niên trong xóm này, con thấy nó cứ ngấp nghe mùi hoài đó, con đã, lo lắm bác à. Đã nói rằng yên tâm đi, nó mà đi làm về thì tôi bắt nó ở trong nhà luôn, không có cho nó ra ngoài đường, không có cho nó đi chơi đâu hết. Chịu chưa? Chịu. Thưa chén. Ủa bác, con về. Còn chuyện này nữa bác à. Cái gì nữa? Bác, con nhắc bác, trong thời gian con ở dưới quê, nếu mùi đi làm mà xe có hư, bác dặn mùi đi xe buýt hoặc xe lam hay đi bộ, chứ đừng cho ai chở mùi nghe bác. Con khó tính lắm đó. Hiểu rồi. Nhìn cậu là biết khó tính rồi. Không sao, tôi sẽ cho người cầm nó, chứ không đi xe nhờ ai hết, được không? Không được. Không có cổng được. Nói chơi thôi. Biết rồi mà. Con cứ về đi, thưa chuyện với ba má con lên đây, thấy không? Dạ. Rồi chọn ngày lành tháng tốt rồi làm đám cưới. Dạ. Tao hứa với mày, tao bảo vệ nó. Hả? Tao bảo vệ nó tới cùng, cho tới giọt máu sau cùng của tao. Má bảo được vệ mùi giùm con nghe. Vậy là con về thưa với ba má con chuyện này, rồi con sẽ mời ba má con lên đây nói chuyện với bác. Dạ con về nghe. Cho phép con kêu mẹ nghe. Mẹ, mẹ là người mẹ tuyệt vời, người mẹ vợ rất là dễ thương. Mẹ, mẹ là người mẹ vợ đụng nóc rồi. Mẹ, con về nghe mẹ. Ôi trời ơi, nát mặt tôi rồi.